Cũng trong chiều nay, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng do trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân phường Phước Ninh, quận Hải Châu về tình hình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Phước Ninh, phường đã ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, đề xuất phương án sắp xếp bố trí nhân sự phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường sau khi không tổ chức Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm các khoản phải thanh toán, chuyển kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền lương về ngân sách thành phố quản lý. Tổ chức giao ban tổ dân phố trực tiếp theo quy định vào tháng 6 và tháng 9 năm 2021, tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và nhân dân với hình thức trực tuyến. Qua nghe ý kiến đề xuất của địa phương, các thành viên đoàn giám sát ghi nhận đánh giá cao về việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại phường Phước Ninh trong 3 tháng qua. Đề nghị phường khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của địa phương trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, đáp ứng sự hài lòng của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố.